Hello anh em, chào mừng anh em đến video tiếp theo của mình. Anh em ạ, thì Chiến đã đón Thảo từ bệnh viện về. Đấy, Thảo sinh được một bé gái, bé ốc, anh em cũng biết rồi đó. Thì bây giờ Chiến nó đi đón về rồi. Đây là mẹ của Chiến. Nó lúc Chiến ở bệnh viện đã đón đã cùng chăm sóc và cho bé ốc đấy anh em ạ. Đấy, cả nhà ra đón đấy. Đấy, kim chi các kiểu. Đây, đây tất cả anh em ở đây để chuẩn bị ăn mừng bé ốc anh em ạ. Đấy. Mẹ đang bế bé ốc về kìa. Chiến đang quay video bé ốc ấy cho anh em xem đấy. Chưa thấy Thảo. Đây mày về mổ nhật ạ. À kia bé Thảo kia anh em ơi. Đây bé ốc ơi. Đây là toàn thể anh em thì bị mổ lợn nhá. Đó đi ốc nhá. Yeah, Thảo kia anh em ơi. Nhật nay xuống đón em ốc à? Đưa cái vào trong. Cái bao đầu bị lại gái thật. Đã. Thảo đang rất là đau nha mọi người, đang đi tập tễnh. À, thì có gì về em ốc thì mình quay tiếp cho anh em xem nhá. Anh em ạ, đang vác lợn lên chuẩn bị ăn chúc mừng bé ốc ra đời. Theo biết nào ấy? Đấy, anh em ạ, con lợn này tổng 2 tạ anh em nhá. Hai tạ dưới đấy anh em ạ. Đấy. Đã thịt lợn rồi anh em ơi. Đấy. Chuyến đi từ sáng chưa ăn. Cái gì ấy? Ăn một miếng đánh giám còn cuốn còn cuốn. Đây, vào lắm anh em ạ. Xả giọt bừa bãi. Không ăn như thế, mua ăn nó vào bế là 1,8 cuốn. Mình vừa dạ văn thì mình...